tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ địa phương bây giờ là 19:30 và nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 28 độ C. Vì sự an toàn của các lòng vận huy tại chỗ, cài dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hạ và tín hiệu cài dây được tắt đi. Lưu ý không sử dụng điện thoại di động trong lúc này. Quý khách cẩn thận khi mở hành lý phía trên và đừng quên gì trước khi rời khỏi máy bay. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ được gặp lại quý khách trong những chuyến bay tới. Nếu quý khách cần sự trợ giúp, xin vui lòng để hẹn những máy bay đến tại sân bay.